đi ra nhà thành phố đi bố. Chân mình có biểu diễn gì không? Đi Độc Lập đem đi ra. Cái tăng kế rồi cắm cờ ở đây nè. Hôm nay có hai chở ra đây á, đây là chim bồ câu ăn. Nhưng mà có một lần chim bồ câu ỉa đầu đi ra, cái là dặn chim bồ câu luôn. Ỉa đầu. Cái áo. Nhưng mà biết bà. Anh này 18 năm vẫn chưa sâu. 15 năm vẫn chưa sâu. Chủ hòa chưa con. Cái này làm gì mà lâu dữ mà chưa sâu. Mẹ. Hả? Cái này từ khi chị cho cái hình đi về Mỹ đó chưa sâu quá. Và khi chị cho cái hình đi về Việt Nam á, mình nó vẫn chưa sâu. Bớt tua kìa. Hai mẹ con vẫn chưa đi được. Lý do thời tiết. Lý do thời tiết và mẹ đã dẫn con đi tập chơi khác. Mỗi sang kế hoạch đi Disney World. Thôi hôm nay Sài Gòn thật là tình yêu. Có cây nhiều. Nhiều cây lắm. Công trình là chưa bố bố làm đúng không? Cô vô rồi mới ra. Vô chụp hình thôi. Thưa, ở đây sẽ có cả nhà. Hôm nay cô vô chụp hình dưới. Hai cô vô luôn chứ. Cô cầm tay vậy hả? Xem thử coi. Đi theo bà già rồi. Bà chụp cho cô rồi. Rồi. Em mua cháu nội cháu ngoại đây. Cháu nội, có hai đứa gái. Mua con nào con? Mua đi, cái này là của người dân bún Việt Nam, không có lai chanh cái gì hết á. Bao nhiêu đồng con thì cô? Dạ 20. Chỉ đẹp ít mới đẹp nhiều thôi. Theo yêu cầu con sẽ làm người bao nhiêu con? Cái này sẽ kèm với hình rút đi. Thì cái này là kèm bằng cái này là hương đi mút đi. Hương đi mút đi hả? Đấy hả? Đâu có nhiều răng đâu. Cô có cần hãy nhìn trên mạng không? Dạ. Có cần hãy nhìn trên mạng không? Không. Em bảo rồi chỉ cần đẹp, chỉ là đẹp hơn mà xấu hơn thôi. Tại vì con gì em lặn quen tay thì nó sẽ khác hơn là cái con lâu lâu mình mới lặn đó. Tò he. Tò he. Có bí quyết. Cô nặng con tò he. Tôi đang lặn. Ăn cắp nghề nha. Ăn cắp nghề. Dạ sáng. Khéo tay mới làm được. Đúng rồi. Chị Mỹ. Phải có duyên.
Giống chưa? Giống gì? Giống rồi đó. Giống quá giống. Cô có dạy cho cách làm không? Mấy em đi theo cô học nghề. Đây là cô ở nhà cô dạy. Cô dạy kìa. Cô đang thiếu con gái. Cô có mấy đứa con trai hả? Vâng. Cô không có con gái. Đi theo cô rồi cô về cô dạy cho làm pony. Dạ. Dạ kìa. Ở đây luôn, tí nữa cô trở về. Hằng ngày phụ cô đi bán hàng này, nặng pony. Đi học không mà. Đi học hả? Buổi sáng cô đi cho học. Đi học. Cô cho đi học buổi sáng chiều đi bán hàng. Giờ đi bán hàng. Cô cũng cho đi học, cô không bắt nghỉ. Là để dạy bằng pony đó. Cái tay chưa? Trời ơi. Cô học bao lâu rồi cô biết làm cái này cô? Chưa lỗi thời gian với em thì vô lắm. Tại vì nhà em thì làm từ đời ông nội em rồi. Trời ơi vậy hả? Em thì chưa TV đó. Mới quay lại đây làm lại thôi. Rồi còn từ bé cũng mình mò rồi. Nghề gia truyền rồi. Vâng. Ông nội truyền cho. Ông em ngày xưa thì ông em thì khéo lắm. Ừ. Làm sống động lắm, làm như thật ạ. À. Có gen rồi. Nhưng mà ông mất sớm. Ừ. Ra Hà Nội mà thời ngày xưa thôi, thời các bà bây giờ còn sống ấy, hỏi là biết. Ừ. Mấy anh nhìn cô làm kìa, bắt trước không? Ngày xưa em đi học em hay mua này, em còn lấy này em ăn nữa kìa. Đúng rồi, ngày xưa là làm bằng rau củ quả mình ra là để nước. Giờ giờ không ăn được đúng không? Bây giờ là vợ em dùng màu của thực phẩm. Nhớ ngày xưa là người ta kêu là ăn được. Đấy vậy xem thử không? Thế đây. Giống không? Giống chưa? Giống. Xin không? Xin. Thôi trả tiền đi con. Con mẹ lấy tiền đi mẹ. Đi về cô ở nhà. Nghĩa là đừng chơi trò hè. Đúng. Con cho đi học. Đi không? Chiều đi bán. À, tối ở nhà với mẹ nha. Không. Về nhà cô ở lâu luôn với cô chứ. Không. Xem kịch. Là đột nhập là đi vào trong khu vực. Hả? Xem kịch. Và đang đợi đến giờ diễn. Nhỏ dành cho các bạn nhỏ.